Ngày 18 tháng 3, cảnh sát Paris đã đụng độ với người biểu tình trong ngày thứ ba khi hàng nghìn người xuống đường tuần hành ở khắp nước này. Những cuộc biểu tình phản đối cải cách hưu trí diễn ra trong bối cảnh mà người dân và người lao động tức giận với việc chính phủ Pháp thúc đẩy tăng tuổi nghỉ hưu mà không cần quốc hội phải bỏ phiếu. Tình trạng bất ổn và những cuộc đình công ngày càng gia tăng đã khiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đối mặt với thách thức nghiêm trọng nhất đối với chính quyền của ông kể từ cuộc biểu tình áo vàng cách đây 4 năm. Cảnh sát chống bạo động đã sử dụng hơi cay và đụng độ với một số người trong đám đông khi các thùng rác bị đốt cháy. Một liên minh lớn của các công đoàn chính ở Pháp cho biết họ sẽ tiếp tục vận động để cố gắng đảo ngược những cải cách lương hưu mới. Cuộc đình công trong một ngày trên toàn quốc đã được lên kế hoạch vào ngày 23 tháng 3. Theo đề xuất cải cách hưu trí của Tổng thống Macron, tuổi nghỉ hưu của người lao động Pháp sẽ tăng thêm 2 năm lên 64 tuổi. Chính phủ cho rằng cải cách này là cần thiết để đảm bảo hệ thống lương hưu không bị sụp đổ. Ngày 18 tháng 3, Tổng thống Vladimir Putin đã tới Crimea trong chuyến thăm đánh dấu 9 năm bán đảo bên bờ biển đen này sáp nhập trở lại vào Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được chào đón bởi các quan chức chính quyền Crimea và được đưa đến thăm một trung tâm dành cho trẻ em, trường nghệ thuật mới dành cho trẻ em của khu vực này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận ông Putin đến Sevastopol dự lễ khai trương một địa điểm văn hóa và lịch sử. Theo kế hoạch ban đầu, Tổng thống Nga chỉ tham dự trực tuyến. Ngày 18 tháng 3 năm 2014, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh sáp nhập bán đảo Crimea trở lại với Liên bang Nga. Sau khi sáp nhập Crimea, Nga đã có những nỗ lực nhằm hiện đại hóa khu vực này khi xây dựng nhiều nhà máy điện và hoàn thành việc thi công cây cầu vĩ đại Kerch nối bán đảo này với lục địa Nga. Bộ Quốc phòng Nga thông báo, nước này cùng với Trung Quốc và Iran đã kết thúc cuộc tập trận hải quân kéo dài 3 ngày ở biển Ả Rập. Cuộc tập trận mang tên Vành đai An ninh Hàng hải 2023 diễn ra ngoài khơi cảng Chabahar của Iran. Tham gia cuộc tập trận có tàu khu trục Nam Ninh của Trung Quốc và tàu khu trục Đô đốc Gorshkov của Nga được trang bị tên lửa siêu thanh Sukhoi. Các tàu tham gia tập trận tiến hành diễn tập bắn pháo trong cả điều kiện ban ngày và ban đêm, trong đó có cả các nội dung tấn công bằng pháo nhằm vào các mục tiêu trên biển và trên không. Trung Quốc, Iran và Nga đã tiến hành tập trận hải quân chung ở Vịnh Oman vào ngày 16 tháng 3, trong khuôn khổ cuộc tập trận quy mô lớn kéo dài 5 ngày, từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 3, được thiết kế để tăng cường hợp tác giữa lực lượng hải quân ba nước. Ngày 18 tháng 3, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Ai Cập tại Cairo. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ tới Ai Cập sau một thập kỷ căng thẳng giữa hai nước. Tại cuộc họp báo sau hội đàm, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu bày tỏ vui mừng về các bước đi cụ thể nhằm bình thường hóa quan hệ với Ai Cập. Ông Cavusoglu nhấn mạnh hai nước sẽ có sự hợp tác gần gũi hơn trong tương lai, đồng thời hy vọng mối quan hệ ngoại giao với Ai Cập sẽ được nâng lên cấp đại sứ càng sớm càng tốt. Về phần mình, Ngoại trưởng Ai Cập Samet Sokri tuyên bố nước này có thiện chí chính trị bình thường hóa hoàn toàn quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Sokri cho biết đã thảo luận với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ về khả năng khôi phục đại sứ của nước này tại nước kia và ngược lại, và hai bên sẽ thảo luận cụ thể vấn đề này trong thời gian thích hợp. Một nhà máy điện hạt nhân gần thành phố Minneapolis, bang Minnesota, miền Bắc nước Mỹ đã bị tràn nước phóng xạ lên tới hơn 1,5 triệu lít. Các nhà chức trách ở bang Minnesota đã tiết lộ thông tin trên hôm 15 tháng 3. Cơ quan kiểm soát ô nhiễm bang Minnesota cho biết khoảng 400.000 gallon nước nhiễm chất phóng xạ Chiti đã rò rỉ từ một đường ống bị vỡ tại nhà máy. Rò rỉ lần đầu tiên được phát hiện vào ngày 22 tháng 11 năm 2022 và vị trí rò rỉ được tìm thấy vào ngày 19 tháng 12 năm 2022 và được vá lại ngay sau đó. Xcel Energy, công ty sở hữu nhà máy phát điện hạt nhân Monticello, đang làm việc để làm sạch sự cố tràn nước phóng xạ và khẳng định không có mối nguy hiểm nào đối với người dân. Các nhà chức trách địa phương đã quyết định giữ kín thông tin về vụ việc, trong khi Xcel Energy và bang Minnesota tích cực kiểm soát tình hình để ngăn chặn luồng nước ngầm chứa phóng xạ lan ra sông Mississippi gần đó.